của chương trình Trời Sinh Một Cặp. Mình là Nam Anh. Nam Anh vừa thể hiện xong phần thi thứ hai của mình, ca khúc Best Romance. Cảm xúc hiện tại là cảm thấy rất là đã. Mình không cảm giác là mình đi thi mà mình cảm giác là mình đi diễn với thần tượng của mình là anh Thanh Duy. Mình vẫn muốn là được hát lại bài này nữa. Thật sự là những đầu năm, mở ra một năm mới thì mình cũng có nhiều cái kế hoạch, nên là thành ra mình cũng sẽ bị lỡ một vài buổi không có ghép tập được với anh Duy. Thì hình như là chỉ tập hát với nhau được có một buổi duy nhất rồi xong rồi lên sân khấu là ghép luôn tới bây giờ. Nên là đó cũng là một cái sự thiếu sót của Nam Anh, sẽ dành nhiều thời gian quan tâm tới chồng của Nam Anh nhiều hơn. Anh Thanh Duy ơi, đừng mất bé nữa nha. Nói chung là cũng tập chỉ có một lần thôi, là ở văn phòng của anh Duy, xong anh Duy chưa hát, xong rồi cái anh Duy kiểu đứa đó sân khấu đó biểu diễn đi, cái mình cũng hơi ngại tại ở đó chỉ là văn phòng thôi. Cái anh Duy nói em muốn làm ca sĩ là em phải biểu diễn được ở khắp mọi nơi, xong rồi ok, cái anh Duy cũng tích cho mình nguồn năng lượng, xong mình quậy banh cái văn phòng của anh Duy. Anh Thanh Duy nói it's you. Anh Thanh Duy hỏi em có vui hay không, thì mình nói mình rất là vui. Thì mình cảm thấy được làm việc với anh Duy, mình rất là được là chính mình đó mọi người. Dạ có, áp lực tới mức độ mà cái lúc mà tập hát mình không dám hát luôn, mình cứ hát rí rí ở trong miệng á. Son Duy mới nói đã lỡ rồi là phải chơi khô máu luôn. Thì mình nói chung là có anh Thanh Duy mình mới dám thể hiện ca khúc này, một cái ca khúc mà nếu mà một mình thì mình nghĩ mình sẽ không dám thể hiện. Đây là một ca khúc rất là hot của chị Lady Gaga. Thì khi mà thể hiện lại thì Nam Anh cũng rất là áp lực, bởi vì cái phát âm về ngoại ngữ của mình nó sẽ không có thuần người châu Âu á, nên là khi hát nó cũng có nhiều cái sự cản trở. Nhưng mà mình nghĩ đây là một cái tiết mục mình muốn thể hiện bằng cái niềm đam mê và cái sở thích của mình, nên là mình đã cố gắng, mình đã cháy hết sức mình cho ca khúc này. Gần đây nhất thì toàn thế giới có hot một cái điệu nhảy gọi là Wednesday, thì là điệu nhảy giống như là mắt cà rồng vậy đó. Thì đó cũng là một ca khúc của chị Lady Gaga. Thì mình muốn kết hợp vừa Wednesday mà vừa Best Romance thì nó sẽ ra như thế nào, thì mọi người theo dõi thì mọi người sẽ thấy như thế nào. Mọi người cho Nam Anh cũng như là team của anh Thanh Duy ý kiến nha. Thật sự mình cảm thấy rất là kiểu như là mình thích á, nên khi mà mình nói chuyện với anh Thanh Duy, mình có đưa ra cái ý tưởng thì anh Thanh Duy nói ok em là chính em, be you. Thì anh Thanh Duy đã cho em cái quyền được quyết định và được làm âm nhạc qua cái bài này, rồi được biên đạo làm hết tất cả mọi thứ trong cái bài này. Thì cũng là một cái sự thiếu kết nối của mình với anh Thanh Duy, bởi vì mình cũng có nhiều việc bê phải làm với mọi người, nên thành ra mình cũng chưa tập tành nhiều với anh, nên là lúc mà lên biểu diễn thì cũng hơi sừng sượng. Mình tiếc nuối thì mình cũng tiếc nuối một chút xíu thôi, nhưng mà mình nghĩ đó là một cái mình sẽ về mình xem lại để mình biết mình thiếu sót ở đâu, thì phải có những cái sự thiếu sót đó mình mới hoàn thiện mình hơn. Và mình gọi là khi mà mình tham gia chương trình này á, là một cái sân chơi để mà mình dạng sân khấu hơn, để mà cho những cái dự án âm nhạc của mình sắp tới mà mình biết cách là mình làm như thế nào là đẹp nhất trên sân khấu. Giống như là mình ghi nhận cái sự đóng góp của huấn luyện viên cũng như là ban giám khảo về cái việc là sử dụng năng lượng, và mình sẽ về mình sẽ xem lại rất là nhiều. Mọi người ơi, đừng quên đón xem Trời Sinh Một Cặp vào lúc 21:15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Và không quên ủng hộ cho Nam Anh và team Thanh Duy ở tiết mục thứ hai, Best Romance. Thank you. Cảm ơn mọi người rất nhiều.